Thưa quý vị, thưa các bạn, triển lãm quốc tế về công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo Việt Nam Vimexpo 2020 với mục tiêu kết nối để phát triển do Bộ Công Thương chỉ đạo, Cục Công nghiệp Bộ Công Thương chủ trì và phối hợp với Công ty Quảng cáo và Hội chợ triển lãm CIS Việt Nam vừa tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE Hà Nội. Vimexpo 2020 được tổ chức với mục đích tạo ra môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo tham gia, trực tiếp giới thiệu sản phẩm, trao đổi công nghệ, tìm kiếm đối tác, liên doanh liên kết, thu hút đầu tư. Trong khuôn khổ triển lãm diễn ra hai hội thảo và diễn đàn chuyên ngành xoay quanh chủ đề về cơ hội, thách thức, tiềm năng của công nghiệp hỗ trợ Việt Nam cùng nhiều hoạt động kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp. Vimexpo 2020 đã thu hút được sự tham dự của rất nhiều nhà trưng bày tiềm năng như Thaco, Toyota, Honda, Hyundai thành công, Samsung Việt Nam, v.v. Triển lãm quốc tế về công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo Việt Nam Vimexpo 2020 quả thực có ý nghĩa vô cùng to lớn. Mặc dù đây là một sự kiện được tổ chức lần đầu tiên trong khuôn khổ của chương trình về xúc tiến phát triển công nghiệp chế biến chế tạo và cũng như thực thi nghị quyết 23 của Bộ Chính trị, nhưng đã quy tụ được sự tham dự của rất đông đảo trong 6 ngành lĩnh vực công nghiệp quan trọng của công nghiệp hỗ trợ cũng như công nghiệp chế biến chế tạo, và đặc biệt với sự tham dự của 170 doanh nghiệp từ các lĩnh vực khác nhau, từ nhiều quốc gia, thì đây đã tạo nên được cái tiếng vang và đồng thời là một cái cơ hội để tiếp tục quảng bá, giới thiệu, phát triển về cái ngành kinh tế công nghiệp Việt Nam cũng như cái cơ hội để tiếp tục có sự phối hợp, hợp tác giữa Việt Nam với các quốc gia, các nền kinh tế và các đối tác trên thế giới. Đặc biệt trong khuôn khổ triển lãm này, khu gian hàng công nghiệp hỗ trợ ngành da giày Việt Nam đã thu hút hơn 40 doanh nghiệp tham gia. Với đặc thù sản xuất ngành da giày khi các sản phẩm phải sử dụng hàng trăm loại nguyên liệu, phụ liệu, tuy nhiên hiện ngành chỉ đáp ứng được trung bình 50% phải nhập khẩu, trong đó các vật liệu chính như da thuộc, vải dệt và giả da chỉ đạt từ 20 đến 30% nhu cầu sản xuất hàng hóa xuất khẩu. Do đó, hội chợ công nghiệp hỗ trợ lần này có ý nghĩa quan trọng, giúp các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ ngành da giày có điều kiện nắm bắt nhu cầu về số lượng, chất lượng, chủng loại, đồng thời giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp, kết nối giao thương tìm kiếm nhà đầu tư và khách hàng tiêu thụ. Đây là lần đầu tiên mà Hiệp hội da giày đại diện cho ngành da giày tham gia một cái triển lãm về công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam. Thì chúng tôi thấy đây là một cái cơ hội rất là tốt để giúp cho ngành da giày của chúng ta phát triển cái chuỗi cung ứng. Thì với sự hiện diện ở đây thì chúng tôi có khoảng hơn 40 doanh nghiệp Việt Nam sản xuất về sản phẩm về công nghiệp hỗ trợ cũng như là công nghiệp chế biến chế tạo cho ngành da giày. Thì việc tham dự triển lãm này là cái cơ hội để giúp cho các doanh nghiệp giới thiệu được các cái sản phẩm về công nghiệp hỗ trợ phục vụ cho sản xuất giày dép và túi xách. Và cũng thông qua cái hội chợ này thì cái sự kết nối cung cầu ở trong nước nó sẽ giúp cho các doanh nghiệp tiến gần với nhau hơn. Chúng ta sẽ thay thế được các cái nguồn nhập khẩu cũng như là các cái doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ có cơ hội nâng cao cái năng lực để tiệm cận và đáp ứng được các cái tiêu chuẩn để sản xuất các sản phẩm cho xuất khẩu, đặc biệt là khi chúng ta đang có những cơ hội rất lớn khi tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Công ty đến là để giao thương, là để kết nối và tìm cái nguồn phát triển sản phẩm ở cho nội địa. Chúng tôi đang định hướng thì phát triển các sản phẩm và nguyên phụ liệu cho thị trường Việt Nam. Thì ngành công nghiệp phụ trợ của Việt Nam thì hiện nay thì mỗi năm em thấy là cũng như các ban ngành, cũng như bộ và bên ngành cũng phối hợp để hỗ trợ cho doanh nghiệp để có những cái hội chợ như thế này. Ngoài những hội chợ quốc tế cũng có hội chợ trong nước về trưng bày và phát triển để có những cái sản phẩm giới thiệu với doanh nghiệp cũng như các sản phẩm với cho các doanh nghiệp quốc tế đến Việt Nam để sản xuất. Đến với hội chợ hôm nay thì đơn vị chúng tôi có mang đến ba cái công nghệ. Một là công nghệ xử lý nước thải, thứ hai là công nghệ mà tái chế chất thải rắn thuộc da, thứ ba là công nghệ mà xử lý cái đất ô nhiễm. Thì trong ba công nghệ này chúng tôi phát triển để chuyển giao cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp hỗ trợ nói chung và các ngành công nghiệp nói riêng. Trên đây là ba cái công nghệ mà chúng tôi đang phát triển để cũng như tìm kiếm các doanh nghiệp, hỗ trợ các doanh nghiệp chuyển giao ba cái công nghệ này tới các doanh nghiệp ngành da giày nói chung và các ngành công nghiệp nói riêng.
Theo quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030, công nghiệp hỗ trợ sẽ đáp ứng 45% nhu cầu thiết yếu cho sản xuất, tiêu dùng nội địa và xuất khẩu. Tỷ trọng giá trị sản xuất của công nghiệp hỗ trợ chiếm 30% giá trị sản xuất của công nghiệp chế biến chế tạo, hình thành các cụm nhóm sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ dựa trên tiềm năng và lợi thế so sánh của Việt Nam, gắn với xu thế hội nhập và hợp tác quốc tế. Bước vào năm 2020, sản xuất công nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Bên cạnh những tác động tiêu cực thì hoàn cảnh mới cũng tạo ra nhiều cơ hội phát triển cho công nghiệp hỗ trợ trong nước. Việt Nam được đánh giá có nhiều tiềm năng và cơ hội để trở thành một trong những nhà cung cấp sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho thế giới. Thời gian gần đây, số lượng doanh nghiệp FDI quan tâm tìm kiếm đối tác sản xuất nguyên vật liệu, linh phụ kiện trong nước đủ khả năng sản xuất thay thế nguồn cung nhập khẩu đang ngày một gia tăng. Do đó, triển lãm là một trong những hoạt động đem lại nhiều hiệu quả cho các nhà cung cấp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam.